Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 16 giờ 45 phút chiều qua, ngày 3 tháng 5, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Dự lễ an táng tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ trong lòng Đức Mẹ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ và gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đúng 15 giờ, máy bay chở linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được trang trọng rước lên linh xa để di chuyển về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thành phố Lạc Cảnh, quận Thủ Đức. Chiều ngày 3 tháng 5, chiều quốc tang, trời Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, như hòa chung tâm trạng đau buồn tiếc thương vô hạn của nhân dân thành phố trước sự ra đi của Đại tướng Lê Đức Anh, vị tướng huyền thoại ghi dấu ấn trong nhiều chiến dịch lịch sử khắp các mặt trận chiến đấu của cách mạng Việt Nam, trong đó có chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Dọc theo cung đường đoàn linh xa di chuyển, đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên với di ảnh của Đại tướng Lê Đức Anh trên tay đứng dọc hai bên đường xúc động để được lần cuối tiễn biệt nhà lãnh đạo đáng kính, gần gũi với nhân dân. Đúng 16 giờ 45 phút, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được cử hành trọng thể tại nghĩa trang thành phố. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng bào, đồng chí, chiến sĩ đã dành phút mặc niệm và thắp nén hương, thả hoa tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau 99 năm cuộc đời đầy cống hiến, Đại tướng Lê Đức Anh đã an nghỉ trong lòng đất mẹ tại nghĩa trang.